có cá sấu ở ngoài. Rồi ok, phong bài quân cảnh đấu sĩ để đép đầu game đã hoàn thiện. Liệu Hồng Liên có muốn giữ cho mình con pai này không? Đồ cũng khá là đẹp cho một bài bài Jhin Virgo ngoại đạo nha. Một bài cực kỳ hot meta. Không game đấu nào là không gặp. Rồi, gặp một nhà thần giáp à. Có cho mình một con găng cờ lăng 2 sao, cầm giáp gai và một ấn thần giáp. Tuy nhiên thì Hồng Liên đã góp đã có cho mình ngay một cái cung xanh rồi. Và đã xuyên qua được con găng cờ lăng thần giáp cầm cái giáp gai kia. Có cho mình một chiến thắng đầu tiên. As 2 sao. Con As này thì cầm đồ cho con Jin khá là ngon nha. Check admin. Và có lẽ là sẽ bỏ ra thôi. Không, quyết định của anh ta là Snowball. Lên cấp. Và bán luôn cho mình con Pai. Đối đầu với nhà đạo trích đang đào hầm. Có một cái trái tim đạo trích và có 3 đạo trích ngay từ sớm. Đây sẽ là một pha đào hầm cực kỳ lâu đây. Rồi, bán luôn con bò, tích 10 tiền. Tối ưu lượng kinh tế để mà có một cái lượng kinh tế dồi dào. Sau đó Snowball ván đấu với cái form bài quân cảnh laser admin đấu sĩ này. Sau đó up cấp. Với cái form bài rất là đẹp như thế này rồi thì dự đoán là Hồng Liên sẽ có cho mình 5 chiến thắng thôi. Đối đầu với một nhà quân cảnh khác có Yasuo cầm huyết kiếm, một cái đai máu. Kích một chút xong đấu. Cố lên nào. Rồi, đã qua được Yasuo. Cố lên. Ây. Thế nào mà lại để thua cái nhà này nhỉ? Một bài đép đầu game khỏe như thế này mà vẫn thua. Và thua một bản copy của mình. Rất tiếc cho Hồng Liên. Một con LeBlanc với đai máu và một mảnh găng được chọn. Khi mà đã tối ưu cho mình cái cung xanh và cái kiếm này thì sẽ có một vài tướng carry được chọn để cầm cái đống đồ này. Đó là Jhin, Belvet và Samira. Ghép luôn chùy phản kích cho mình. Hồng Liên đang muốn nói rằng là cái round thua vừa rồi chỉ là tai nạn thôi. Bây giờ gặp một nhà level 5, có cho mình một con ấy chốc và một con Rammus. Ấy chốc đang tăng khá tốt này. Ấy da, cố lên nào. Không được rồi. Một cái bài như thế này mà không đép được máu, không win được thì có thể thấy là cái lobby này nó đang khá là khủng đấy nha.
Lobby giữ máu ghê thật. Nếu mà không lên 5, không tối ưu đồ thì có lẽ là Hồng Liên đi hơi sâu rồi. Đối đầu với một nhà đấu sĩ khác, có hai song đấu, Vên cầm đồ cho Zack rồi. Họ có một con Blitz 2 và một con V2. Khỏe thật. 2.6 mà các nhà sách ra toàn cái đứa quái vật không à. Rồi, rất may clear được con Rammus rồi. Ok, chuỗi thua thứ 3 và chỉ mất cho mình 10 máu. Cũng là khá ngon nha. Xếp bài xuống dưới. Và như vậy thì có lẽ là một con cái admin sau 5 giây tăng vĩnh viễn máu. Rồi, quái đá chỉ trả về cho anh ta được hai mảnh đồ, một nước mắt và một cây gậy. Không có tiền à? Một con son ngon này. Up luôn 6 cho son vào không? Lobby đang đẩy máu hơi ghê. Up 6 mất 12 tiền. Chỉ mất 1 đồng lợi tức thôi, nhưng mà sẽ có thêm một lượng đam khá là đáng kể. Và một điều quan trọng là nếu mà cho son vào thì cái vòng 3.1 kia có cơ hội để bắt được lõi tướng. Rồi, gặp một nhà. Nhà này thì chưa kích được hệ gì nhiều. Chỉ có một con ngộ không 2 sao. Cầm một mảnh băng và một cái thú tượng thành giáp. Họ cũng có cho mình một son. Đúng là máy chủ siêu cấp Trung Quốc có khác. Khắc nghiệt thật. Một cái nhà tài phiệt, một ấn đấu sĩ và một cái giáp tự chế. Với lượng kinh tế nhiều như thế này, liệu Hồng Liên có muốn lấy cho mình cái nhà tài phiệt hay không đây? Rồi, tối ưu rất nhiều tiền. Lên Yasuo 2 sao và lắp luôn một cái quyền trượng cho rồng. Có con rồng quyền trượng này vào thì đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh mới nha. Khi mà rồng thì có thể trừ hồi máu và gây đam lan. Đang check lobby. Đối đầu với một nhà song đấu, có huấn luyện chiến đấu và tụ điện. Có một ấn song đấu dành cho Annie, như vậy là họ đã kích được 6 song đấu từ 3.2 rồi. Tuy nhiên thì Vayne họ vẫn đang 1 và đồ ở dưới kia vẫn chưa được tối ưu. Cố lên nào, dòng thả một tơ nữa là thắng. Ok. Huấn luyện chiến đấu và tụ điện à. Nhà song đấu kia có vẻ đi một sải rồi. Huấn luyện chiến đấu mà không kin được đối phương, không đánh chuỗi thắng thì hơi phế. Ây da, nhà này đang có một con Rammus thần giáp cầm găng bảo thạch và giáp gai à. Một pha pro build chăng? Hoặc là có thể họ cho con Rammus đấy cầm hộ thôi. Còn là chốc cầm đồ đấy mới mạnh. Bây giờ đối đầu với một nhà biệt đội vô học. Họ vừa có Solari vừa có cái sức sống mới nha. Cố gắng clean con sen nào.
Rồi, clear được 2 chest trước khi mà họ nhảy cái sức sống mới. Và Asta Aim được vào Sivir rồi. Hay. Dòng nào. Không được rồi. Một pha Asta Aim vào và clear được con Sivir cũng khá là tốt rồi. Tuy nhiên Yasuo họ cầm đồ đẹp quá. Một lượng tanh khá là ổn. Lấy về cho mình một Revenge cộng một cái giáp ở vòng chọn chung. Cá sấu 2 à? Và có một con Belvet. Có thay luôn đồ Ash không nhỉ? Không, không nên thay. Cái bộ quân cảnh này bây giờ vẫn đang đép khá là tốt này. Và vẫn đang để Camille ở lại, cố gắng tích cho mình nhiều máu nhất có thể. Gặp lại nhà đạo trích. Nhà đạo trích này thì đang có hướng chuyển sang cái bài Ngưu Ma đây. Sona cầm full đồ cho TF rồi. Với việc đang còn cho mình rất nhiều tiền, chưa nổ hũ thì nhà đạo trích này vừa ăn một đấm 4 chest của Hồng Liên. Và chưa có gì mới nhỉ. Lượng tiền đang khá là dồi dào đây. Mặc dù là đánh Caro, tuy nhiên thì với cái lõi nhà tài phiệt, Hồng Liên tích cho mình 70 tiền. Đánh đổi với việc nhiều kinh tế như thế này thì Hồng Liên đang không có lõi đánh nhau. Đối đầu với một nhà Jax. Nhà Jax này thì cầm đại bác và trùy phản kích à. Họ chỉ có một cái sức sống mới là cái hồi phục dành cho con Jax này thôi. Rồng. Ok. Con rồng là một trong những con có thể counter được cái nhà Jax này, khi mà nó có thể trừ hồi máu. Cái bài Jax đấy sợ nhất là nhà nào nhiều CC nha. Quyết định lên 7. Bỏ vào cho mình là 4 đấu sĩ à. Đồ này thì có thể là Warwick. Chơi Warwick thì phải có lõi nha. Nào, một cái vàng. Ấn à, ngon này, ấn đấu sĩ là ngon này. Đừng bán vội. Đây rồi, đã xuất hiện Warwick. Ace. Anh chàng này lại bán luôn à? Chắc là lấy ấn admin thôi chứ. Sao không chờ thêm một round nữa nhỉ? Cho Warwick vào. Ở round sau rất có khả năng là sẽ bắt được cái lõi của Warwick. Và bán cái sách chọn ấn này ở round sau thì sẽ có tỷ lệ rất là cao để ra được cái ấn đấu sĩ. Rồi, một con Warwick full đồ đã xuất hiện. Nếu mà chọn như thế này thì chắc là Hồng Liên sẽ phải chơi cái bài 6 đấu sĩ kẹp với cả 4 admin thôi. Một phong bài chưa hoàn thiện và bị đối phương đấm cho 5 chest.
đến với vòng chọn lõi cuối cùng. Khả năng cao sẽ là một lõi tướng. Cần một lõi Warwick hoặc một lõi Mordor nào. Đây rồi, có cả Warwick và Mordor nha. Quyết định là chọn về cho mình một lõi Mordor. Cái con Mordor này nó sẽ trừ giáp và trừ kháng phép khi mà tung skill. Còn nếu mà có lõi thì nó sẽ vào cái nó sẽ trừ luôn, tạo tiền đề cho con Warwick nhảy cào. Đây rồi, Warwick 2 cho Mordor vào. Một bộ bài khá là đẹp rồi. Chơi như thế này cũng được, thì không cần 6 đấu sĩ nữa. Có ca đam quân cảnh để phụ đam vào cho Warwick. Đối đầu với một nhà song đấu có Vayne cầm Sojin. Hay. Mordor đập một gậy rất đẹp. Và một chiến thắng dành cho Hồng Liên. Cái việc anh ta bán cái đe và lấy về cho mình một cái ấn admin cũng thể hiện một cái EQ của anh chàng Hồng Liên này. Ý của Hồng Liên là ra cái gì thì tôi sẽ chơi cái đấy và tôi sẽ pro build theo cái tình huống của game đấu này. Rồi, gặp một nhà biệt đội vô cực có ấn biệt đội cho Garen này. Mordor đập là đẹp. Tuy nhiên vẫn hơi thiếu đam một chút. Cố lên nào. Warwick có trào bóng tối liệu có ăn được không? Máy bay. Suýt chút nữa thì ăn được. Vấn đề của Hồng Liên chính là ở cái điểm này đây. Anh ta chọn lõi về kinh tế. Vì vậy là sẽ khá là thiếu đam khi mà đánh nhau đây. Một cái nước mắt cùng một con sói. Khá là ổn nha. Một cái bàn tay cho con Mordor. Cùng với đó là sẽ có hy vọng để bắt được con Warwick 3 sao này chăng. Lobby không ai chơi Warwick cả. Một cái bàn tay cho con Mordor là hợp lý này. Câu kéo thêm thời gian, tăng một chút mana. Hy vọng là có thể đập được đến chày thứ hai khi mà lên 2 sao. Nào. Gặp một nhà Zihin Viego. Có một con Viego 3 đồ. Rồi, Mordor đập là đẹp. Tuy nhiên thì ngay sau đó đã bị Viego dập ngay vào mồm. Không có giảm hồi máu cho con Viego này à? Hơi căng nhỉ. Con Viego này mà không có ngưu binh hay là không có cái giảm hồi máu thì nó sẽ dập được liên tục thôi. Cảm thấy mình thua khá là nhiều. Liên quyết định là dồn tiếp. Rồi, cho thêm As vào, kiếm lấy 5 quân cảnh. Bây giờ Mordor 1 và con Warwick 2 thì chưa đủ đam.
bắt buộc phải kẹp quân cảnh vào để mà lấy đam của máy bay, đối đầu với một nhà hiểm họa thần giáp đã kích được thập tử nhất sinh. Bài họ có con Garen 1, mặc dù là một thôi nhưng mà chiến trường vậy. À không, đây là một con Aatrox có biên ấn thần giáp. Một pha pro build, mặc dù là Aatrox 1 thôi nhưng mà tanh khá là ổn rồi. Ngon, con Warwick thứ 6 rồi. Xếp đội hình xuống dưới, cố gắng tận dụng cái admin để lấy thêm một chút máu. Có lẽ là Hồng Liên đang hướng tới build full dam cho con Modern Kaiser này. Không đủ đồ để full dam rồi. Găng bảo thạch à? Găng bảo thạch xong thì lấy cái gì nữa đây? Một cái giáp lửa chăng? Cần nha. Ui, Warwick có hai con liền. Và cố lên nào. Phải zone nhanh không nhà khác bắt mất. Họ ôm bài thì thôi đi bụi. Như vậy là ghép một cái dây chuyền chuộc tội dành cho con Blitz này. Ngon rồi, Warwick đã kết liễu được Vayne rồi. À có Zin rồi. Bây giờ là cố lên nào. Bên họ hết đam rồi, cố lên. Hay. Hay. Nice. Dồn nhanh. Đây rồi. Một pha Red Dog đến từ Hồng Liên. Anh chàng đang cười khá là tươi rồi. Một con Warwick 3. Cực kỳ may mắn khi mà ba con cô cụ Warwick cuối cùng là Riot tự cho. Ok. Gặp một nhà hiểm họa à? Warwick 3 mà kẹp với cả Mordor này, nó trừ giáp xong rồi Warwick cào thì chống làm sao nổi. Hồng Liên có vẻ đang không tin vào mắt mình. Có lẽ đây là một trong những pha mà lên 4 tiền 3 sao dễ nhất trong cái sự nghiệp chơi game của anh chàng này. Zone một chút thôi là có con Warwick 2 sao. Sau đó là xả từ 50 tiền xuống 20 tiền. Kiếm được 3 con Warwick. Còn 3 con Warwick cuối cùng lại còn lại là nó tự ra. Chơi game như thế này thì tôi cũng chơi được. 10 game như thế này thôi là lên top 1 cái server này luôn. Mười game, mỗi game cộng hơn 40 điểm là có hơn 400 điểm. Cộng với cả 1574 điểm này nữa là anh ta sẽ có 2000 điểm. Easy game. Bây giờ thì chỉ cần ngồi yên hưởng thụ thôi. Xem một Warwick này nó làm gỏi team bạn thôi. Nào, mang nhà Aatrox thần giáp mà vừa nãy củ hành tôi quay lại đây nào.
kiếm súng không? Hay là cốc? Cốc đi nhở, cho nó mãn nhãn. Búp hết cho con gối để nó cào. Đúng rồi. Hay thật. Một game quá là easy. Cái này người ta gọi là đã đánh hay lại có ăn may nữa đây này. Câu đã may đã hay lại còn gặp may, nó cực kỳ thích hợp trong cái trường hợp này của Hồng Liên nha. Anh em chơi game này, game nó đã đen rồi, có rôn rời nó không ra. Nào, à chốc 2 sao đây, biến thần giáp đây, có luôn cho mình cả cái thập tử nhất sinh đây. Nào, nhà nào tiếp tục sẽ được thưởng thức cái sức mạnh của con Gouic này đây. Một nhà hiểm họa thần giáp. Nhà này ngoài đạo Zin Vigo. Và một nhà có vẻ như là cũng chơi hiểm họa thì phải. Nhà này thì yếu nhất. Ngoài một con Velvet 2 sao cầm 3 đồ ra thì bài họ chả có gì ngoài nhi đồng cả. Nào, Velvet với chúng tôi này. Mày đi. Cứ vậy thôi, chơi game chiêu chiêu, dồn xương xương, sau đó là hướng nó tự ra. Chắc là các đối thủ của Hồng Liên bây giờ đang trầm cảm lắm rồi đây. Cố gắng leo rank ở cái server này, kiếm lấy cái top đi chung cái thế giới. Gặp ngay ông Hồng Liên này, Red Dog được gọi bằng cụ. Lại còn ôm bài người ta nữa à? Không cho người ta lên Garen nữa à? Phải không nhỉ? Nhà top 1 kia phải đang chơi Garen không? Nhà này cũng mạnh. Nhà này nếu mà không gặp Hồng Liên có cái con chó điên 3 sao này thì người ta mạnh thực sự đấy nha. Lobby toàn quái vật rồi. Một bài Zin Vigo ngoại đạo khỏe như vậy, thua nhà 7 đội vô cực. Có con Garen cầm ấn. Trầm cảm lắm rồi. Binh binh rồi. Bây giờ sẽ đối đầu với nhà 7 đội vô cực đây. Nào, CV bắn đi.
bắn đi, tăng mana cho tôi. Cho nên tôi cào cho nó sướng à. Nhìn con Vuquick nó cào kìa. Garen với chúng tôi này. Nào, bây giờ sẽ gặp bản thật của nhà Jin Diego. Cặp đôi song sát đang làm mưa làm gió ở server chung đây. Và làm mưa làm gió ở game nào chứ, game này là của tôi rồi. À, họ lên được Diego 3 sao kìa. Hay rồi nha. Hay thế. Hay. Và Guic đang êm thẳng vào Viego nào. Chết luôn Viego rồi. Viego 3 sao với chúng tôi này. Quá đen cho anh chàng kia. Ở một game đấu khác thì có lẽ anh ta đã có một cái top 1 mãn nhãn rồi. Rất tiếc khi mà con Warwick 3 sao này nó vẫn còn một cái áo choàng bóng đêm. Một cái máy chiếu đánh chắc cú thật sự. Đã khỏe rồi giờ lại còn đòi chiếu không cho người ta chơi game nữa. Bây giờ làm gì? Syndra 2 sao á? Cho vào chơi thôi chứ còn đánh đấm gì giờ này nữa. 22 máu level ở round 6 chấm này thì chưa chết được. Bắt đầu canh chiếu rồi. Cho con Garen phát. Ok, đấy. Ông dậm đi. Dậm được một cái rồi ông bay. Ui. Một đôi cài sơ nữa. Nhà biên đội vô cực này cũng khỏe đấy. Họ có 7 biên đội vô học. Ezio 2, Sivir 3, Garen 2 sao full tank cầm một cái ấn biệt đội. Janna 2 sao nữa. Đội hình của họ cũng gần như là một bài Exodia. Khi mà có 2 tướng 5 tiền, 3 tướng 4 tiền. Bây giờ thì không cần xếp bài nữa rồi. Cứ để cái con Blitz cầm máy chiếu kia đứng cạnh Warwick rồi. Và Mordor đã dập. Một chày bay luôn. Vâng, và đó là top 1 mãn nhãn với một sự Red Dog của mình. Hồng Liên đang thể hiện là tôi vừa có kỹ năng, tôi vừa đỏ. Có ông chú làm trong Riot.